Việt. Chào cô ạ, một lần nữa chào đón cô đến với chương trình. Cô ơi, cô giới thiệu một chút về những bình hoa bất tử của cô mang tới đi ạ. Đây từ là một loại cát mà nãy giờ đã giới thiệu rồi. Nó là như là một cát biển, nhưng mà thực tế nó không phải là cát biển. Vâng. Mà nó là một loại cát công nghiệp mà nó đã tạo cho tôi bật mí để làm ra một bông hoa. Từ một bông hoa tươi sử dụng trong 5 đến 7 ngày và đã trở thành một bông hoa, có nghĩa là sử dụng trong thời gian 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Đến bây giờ tôi cũng chưa biết là đến khi nào mà nó hư. Và bây giờ tôi sẽ làm bông hoa tươi này. Tức là ví dụ luôn đúng không cô? Ví dụ luôn là đấy. Làm thế nào? Tức là cô sẽ phải ngắt cái hoa ra khỏi cành như vậy. Đấy, ngắt hoa ra khỏi cành. Vâng. Để rồi là... Tôi chỉ định nói tươi. Là 5 tháng hay 5 tuần thì tôi còn... thấy ổn đấy. Yeah. 5 năm, 10 năm thì tôi thấy là có một cái phép màu gì ở đây chăng? Vâng. Vâng. Đây, bây giờ các bạn thử nhìn vào đây, tôi sẽ vùi nó vào trong đây. Ồ. Oh. Đấy. Đơn giản thế thôi ạ. Đơn giản thế này thôi. Đấy. Là, gọi là ướp hoa đấy ạ. Và chôn nó vào, ướp vòng cát. Có phải chôn ngập không cô? Có, chôn ngập. À thế ạ. Chôn và ngập. Sẽ khoảng độ trong bao nhiêu lâu ạ? Thời gian 7 ngày. 7 ngày. Và chúng ta sẽ có một bông hoa hàng năm. Ra hoa. Vâng. Và sẽ trở thành một bông hoa như thế này. Vâng. Đây. Wow. Đấy. Nó khác với trông từ xa mình cứ tưởng là đây là một bông hoa giả. Giả. Vâng, một bông hoa giả. Nhưng mà hóa ra nó lại làm từ những bông hoa thật như thế này ạ. Vâng, đúng rồi. Nó khác với những loại hoa khác là sau khi hoa này đã ra thì nó nguyên màu, nguyên hình và màu sắc của nó đẹp hơn. Và nhất là để phân biệt được nó là hoa thật hay hoa giã thì là cái cánh nuôi của nó đây. Nó vẫn là màu xanh chứ nó không cùng màu với hoa. Còn luôn đài đấy, hoa luôn. Còn luôn đài hoa luôn. Nhưng mà cái cát này có gì đặc biệt mà có thể giúp cho hoa tươi lâu đến như thế hả cô? Tức là giữ nguyên được màu sắc, hình dáng của mình mà không bị tàn phai. Có sự đặc biệt. Vâng. Bởi vì nó là một loại cát công nghiệp. Phải nhập khẩu từ Mỹ. Có đắt không ạ? Có, giá trị của nó cũng tương đối với đắt. Các bạn là nó có thể dùng được nhiều lần đúng không? Đúng với rồi, cả nhiều dùng hoa. Nhiều lần và cứ dùng đi dùng lại thôi. Cho tôi hỏi là nó có gây hại đến sức khỏe không hay là đến môi trường không ạ? Cái ngành hoa này là có một cái ưu điểm tốt với sức khỏe của con người. Hoàn toàn không có gây độc hại và nguy hiểm đối với con người. Rất thân thiện với môi trường. Nhưng mà bắt đầu từ cái gọi là ý tưởng nào mà cô lại nghĩ tới việc là sẽ dùng cát để ướp hoa như thế này ạ? Không, xuất phát từ sau khi tôi năm 2001, do cái hoàn cảnh kinh tế gia đình có khó khăn thì lúc đấy tôi đi xuất khẩu lao động thì sang bên Thái, thì tôi được vào làm nhà trong một cái gia đình là trông trẻ. Thì sau khi trẻ đi học thì thời gian dư dật nhiều thì tôi bảo nói với chủ là tìm thêm nghề để làm. Thì cô chủ cô ấy có công nghệ này nhưng mà chưa có nghề làm, thì họ đưa về. Tôi và cô chủ cùng khảo nghiệm và làm đến cuối năm 2003 là thành công. Thì lúc đấy là cô chủ cho tôi lấy người mà cũng là người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở bên Thái vào làm cùng với tôi. Và sau thời gian đấy là đưa ra thị trường Thái. Và được thị trường Thái rất chấp nhận và ủng hộ. Và hàng đạt 5 sao của đất Thái. Đạt 5 sao luôn. 5 sao luôn đấy. Vâng. Cô có nhớ được cái sản phẩm đầu tiên mình bán được không? Nó là sản phẩm đầu tiên của mình bán được ở đất Thái, ở Thái. Cũng là những cái loại một bông thôi. Vâng. Đấy, rồi sau đấy tiến hành lên đến 2 bông, 3 bông. Vâng. Và đi đến 5 bông, 10 bông và đến 15 bông. Thế còn to nhất, một cái bình hoa to nhất mà mình đã từng gọi là còn to nhất là sau khi to nhất ở bên Thái chỉ là 15 bông thôi. Vâng. Thế còn sau đó thì sao? Bao giờ thì cô trở về Việt Nam và tức là sau khi hết thời gian lao động ở bên Thái là tôi có suy nghĩ rằng là tôi sẽ trở về Việt Nam và đưa cái ngành hoa này về phát triển ở Việt Nam. Thì đến năm 2007 tôi về thì bước đầu tiên là tôi phải đi tìm hiểu và tham khảo thị trường Thái, thì thị trường Việt Nam. Thì lúc đấy là ở thị trường Việt Nam là chưa có ngành này. Thì tôi suy nghĩ rằng sẽ đi tìm hiểu về hoa và thủy tinh và tất cả những cái loại khác mà có liên quan đến ngành làm hoa. Thì tôi thấy thị trường Việt Nam đều có cả. Và tôi nghĩ rằng cũng là một cơ hội thuận lợi để tôi tiến hành phát triển thị trường ở làm nghề này ở Việt Nam. Là bắt đầu từ 2008. Tức là cũng khoảng 15 năm rồi đấy ạ. 15 năm rồi. Cháu đang thấy cô làm với rất nhiều hoa hồng. Thế cô có áp dụng công nghệ này với nhiều loại hoa khác nhau không cô? Có. Đây chẳng hạn như ở đây đúng không ạ? Chúng ta thấy là
cô cũng mang tới rất nhiều loại hoa khác nữa, hoa lan. Vâng. Nói chung công nghệ này thì hoa gì cũng ướp được. Dạ. Vâng. Không có giới hạn. Không có giới hạn. Thế còn cái việc mà áp dụng những loài hoa này cho những gọi là gì nhỉ? Những cái vận dụng khác nhau, ví dụ như cháu thấy ở đây cô không chỉ có bình hoa này, cô còn có cả đèn làm từ hoa. Vâng. Nói chung là bây giờ sau quá trình làm thì mình mới suy nghĩ ra có nhiều ý tưởng. Một là ly nhỏ để gửi cho là các cháu nó tặng bạn, tặng thầy, tặng Valentine chẳng hạn đúng không? Tặng người yêu, tặng đấy, và xong đấy suy nghĩ ra đến các cái loại là để ở bàn khách. Vâng. Rồi, để co trong nhà, trang trí đúng không? Phòng khách rồi trang trí rồi xong đấy tôi suy nghĩ sang đến hoa thờ, bởi vì là cứ mỗi một lần mình rằm hoặc mùng 1 và mua hoa về thì đôi khi mình cắm mình dâng lên tổ tiên thì nó có nước và cảm giác rằng là sau mấy ngày nó sẽ hôi và có ô nhiễm, cho nên tôi suy nghĩ rằng là mình phải làm những bình hoa thờ để rồi là chỉ dâng lên một lần thôi, và trên phòng thờ của mình lúc nào cũng có hoa tươi và đó là hoa thật. Cô Việt đã mang tới một cái sản phẩm mà ứng dụng rất là nhiều, có tính ứng dụng cao. Và cháu nhớ là đầu chương trình thì cô cũng nói là không chỉ mang lại kế sinh nhai cho cô mà còn cho nhiều người khác nữa. Đúng rồi, không những sinh nhai cho tôi mà bây giờ tôi cũng đã thu hút được 5-6 người làm thường xuyên trong ngày và cũng đã có dạy nghề cho các cháu khuyết tật ở địa phương. Dạ, và đồng thời là cũng trưng dụng các cháu luôn để rồi cũng tạo cái tâm lý cho các cháu để rồi các cháu cũng nghĩ rằng mình tàn nhưng không phế. Dạ, và cũng động viên các cháu cùng đồng hành với mình. Đúng rồi, đó vẫn tạo ra những giá trị mà những cái sản phẩm rất là đẹp và được mọi người yêu thích, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái ý nghĩa trong công việc của cô Việt. Chúc mừng cô với những cái thành công như thế này và hy vọng rằng là mình sẽ mở rộng thêm bộ môn này, những sản phẩm này và cả những cái đối tượng mà mình có thể giúp đỡ nữa mà trao cho họ những cái kế sinh nhai rất là ý nghĩa. Xin được cảm ơn cô đã đến với Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin thời tiết để